Xin chào cả nhà, đây là những cái dòng nước hoa full size và mini mà người nhà của em mới vừa gửi về nha. Hai thùng đây, gửi từ Mỹ về ha. Hey, sát đây là Lou Chanel, Chanel Blue, Audi Toilet, Audi Parfum nè. Rồi Alu nè. Rồi Parfum nè. Mẫu này 2019 nè mọi người nha. Đây là Parfum, là cái dòng nó cao cấp nhất. Đây, Audi Parfum đây. Rồi, Burberry, Balenciaga. Giò này 125ml. Và đây là dòng giò mới nè. Dòng này là Absolute, mà dòng đặc biệt hơn nữa. Hãy ha, rồi giò đen nè. Rồi và sát nè. Rồi sát nè. Rồi đây là chai giò, đây là nước hoa nam, mông lăng và cả cái bát bôi, đây là cái rất đo, ha, rồi mini nha, mini thì mình có đủ loại hết, giò nè, rồi chóe nè, ESL, very sexy, Awa, đây rất là nhiều hàng ha, để đổ ra đi. Thùng đồ, tất cả các thứ cũng là đồ từ Mỹ về nha mọi người nha. Đây, những cái dòng mini. Đây, mọi người có mua hàng thì inbox cho Trúc nha. Sỉ và lẻ. Về một mớ, vài bữa nữa mình về thêm vài thùng nữa cùng với thực phẩm chức năng nha. Những cái dòng hàng của bên mình là một số là nhập từ Mỹ, một số là sắp từ Pháp về nha mọi người nha. Đây chút về những cái dòng mini, một số dòng độc lạ cho mọi người nha. Đây là dòng mới nè, mini luôn, BVL Versace nè, BVL tím nè. Rồi đợt này mình có về cái Hugo Boss mini nữa nha. Đây dòng mới đây, Just Canadian, Just Canadian.